bạn, bữa nay mình muốn chia sẻ với các bạn một món ăn, nhưng mà mình chúc các bạn mới được an khang thịnh vượng, mận tiền vô như nước, bạn sang năm mới có niềm hạnh phúc, cả nhà an khang thịnh vượng. Bây giờ mình muốn chia sẻ với các bạn là mình làm cái món chả cá cuộn với trứng ăn các bạn. Đây mình có 400g chả cá thắt lát đây các bạn. Mình đập sơ sơ nó rồi, giờ mình cho hạt nêm vô nha. Đây, cái này bột ngọt, nửa muỗng ngọt thôi. Rồi cái này là hạt nêm một muỗng ha. Một muỗng hạt nêm. Rồi mình cho một muỗng đường nha. Đây. Mình cho xíu muối. Cái hạt nêm này nó có mặn rồi ha. Rồi lại mình cho miếng tiêu. Rồi giờ mình cho hành vô. Phân nửa hành. Đây các bạn, giờ mình trộn nha. Mình đập sơ sơ nó là nó dai dữ lắm. Cá thắt lát người ta bào, người ta cần nạo đó các bạn. Cho nghiền ha. Nghiền cho nó dai. Bây giờ mình đập trứng ha. Cho 3 cái. Mình làm một lốp. Cho một muỗng bột của năng vô. Năng thái. Cho muỗng vô. Cho nó hơi dai tí. Một muỗng canh thôi. Mình nhắm chừng. Cái này còn không lì lượng cũng không sao. Mình không đánh nhiều nha. Mình đánh nhiều cho nó trứng nó tan ra là được. Mình đánh nhiều nó bị nổi bọt. Mình chiên lên nó bị nổi hột đó các bạn. Ba chứ. Đây. Mình cho cũng hạt nêm vô. Nửa muỗng hạt nêm. Nửa muỗng bột ngọt. Một xíu tiêu cho thơm. Miếng hành. Rồi, mình cho chút xíu đường nữa. Mấy cái muối. Rồi, con trứng đập luôn. Rồi mình quậy cho nó tan trứng ra. Cho tan trứng ra là được. Chứ mình quậy nhiều quá là nó bị. Rồi giờ mình đi chiên trứng nha. Đây mình chiên xong. Giờ mình phết cái chả vô. Cái món này nó đơn giản nhưng mà ăn ngon nha các bạn. Ăn ngon cực kỳ nha. Hồi xưa ở dưới quê mình á, đám tiệc cái là đám dỗ nào cũng là làm cái món này để người ta bỏ lẩu á các bạn. Món này là dùng quê ha. Và ta quê ta đám dỗ là người ta hay làm món này ngon. Mình phết cho nó đều này ra ha. Còn cuộn lại. Quấn lại đây các bạn ha. Mình sửa cho nó đều rồi ha. Để. Cho nó có cái muối nè. Làm cho 3 muối ha. Cho cái cảnh nó vô. Rồi, đây muối nữa ha. Lấy chiếc đũa nó không có khí đâu. Rồi quấn lại. Quấn chặt lại ha. Buộc lại. Đây. Cho nó tiêu. Thank you.
gối rồi, cái hai cái đầu này nữa mình nó cột rồi. Cái này nó dai. Để nó dài. Mình buộc lại ha. Bây giờ mình buộc lại. Xiết vậy nè. Xiết cho nó có cái phía các bạn. Đây, ướng này cho nó chặt lại được, nó có cái phía nè, thứ thừa thật. Nên cái này nó bấm nhiều là nó có cái phía này. Chặt là chặt cái cây mà mình kẹp nó này các bạn, buộc nó. Mình có bắt nước sôi rồi đó các bạn. Đây làm thêm một cuộn nữa. Quan tâm cái cọng dây mà mình chỉ buộc cái này thôi, mình chỉ lấy cái cọng chuối này cho nó có khía thôi. Rồi các bạn, dành luộc, bỏ giờ này luộc cách thủy nha, đó, rồi luộc đây xong rồi các bạn, đây dành tháo ra chín ở đây các bạn, dành tháo ra nha. Hấp trong 36 phút, thì sợ nó không chín tới trong, hấp 60 phút. Đây các bạn, mình cắt xong rồi này, nó dai lắm, cái này chả cá thác lát nó dai lắm nha các bạn. Là mình chấm một là nước mắm, mình có bằm tương ớt đó. Nước mắm tương ớt nha, rồi hay là mình chấm tương ớt nha. Rồi bây giờ mình mời các bạn ăn thử với mình một miếng đây ha, dai lắm. Dai mà lại vừa ăn nữa các bạn, ngon lắm nha các bạn. Các bạn mà ăn đi ha.
Tết này mần bột một là mình bỏ vô mình ăn với mì, hai là mình bỏ cho mình ăn với miếng ha, ăn không mình chấm dưới đây cũng được ha, đẹp lắm bạn thấy không, đẹp. Ba cái trứng, bốn cái trứng gì cũng được nha. Các bạn có yêu thích cái kênh Bích Quỳnh, các bạn nhớ share, like, đăng ký, bấm like giùm mình, đăng ký giùm mình nha các bạn, cho mình có cái động lực để mình làm cái tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.